Chào anh chị em nha. Có rất là nhiều anh chị em á, đến bây giờ vẫn còn chưa biết phân biệt được hạt đực và hạt cái của smartphone đó nha. Hôm nay em lại làm cái video này để hướng dẫn anh chị em cách nhận biết hình dạng hạt đực và hạt cái của smartphone đó. Trên tay em đây, hiện tại là toàn bộ là hạt cái. Hạt cái nó có nhiều hình thù lắm. Đây, hình thù như thế này, cái bên này nó có hai mặt, một mặt bên này nó giống như là một hình cái hình chữ nhật kéo dài lên vậy đó, nó bị méo mó như thế này, bên này to, bên này nhỏ, và như một hình chữ nhật kéo dài. Đây là hạt cái. Và hình dạng thứ hai là mặt phẳng, nó mặt phẳng như thế này, đây, nó tròn, và một bên là mặt phẳng như thế này, cũng là hạt cái. Hình gì? Những hạt mà có mặt phẳng như thế này chắc chắn là 100% là hạt cái. Đây, hạt cái. Đây là hạt cái nữa nè. Đây, và đây, đây nó là hạt cái. Cái hạt cái này nó giống như cái hạt cái này đây nè. Nè, hình này với hình này nó cũng là ná nhau. Nè, bên này nó to, bên này nó nhỏ nè, hình chữ nhật nè. Đây. Nè. Hai hạt như vậy cũng là hạt cái nha. Hạt cái nè, hình thù của nó là hạt cái, có nhiều hình thù lắm. Những hình thù như thế này là hạt cái. Hạt cái nó còn cái hình nóc nhà, hạt đực cái hình nóc nhà nó chỉ có một hình dạng thôi, đó là hình tam giác. Em gỡ cái hạt đực này, mọi người thấy không, hình tam giác này y như cái nóc nhà luôn nè, đó là hạt đực. Còn những hình thù như thế này là hạt cái hết nha mọi người. Thật ra nó cũng dễ phân biệt chứ không có cái gì là khó hết trơn nha. Đây, đây cũng là hạt cái nè. Nè, hạt cái đó nè, nó to nó nhỏ nè, nó có cái lỗ nữa nè. Thường mấy cái hạt cái nó hay có cái lỗ như vậy lắm, nhưng mà có rất nhiều hạt cái nó cũng không có lỗ nữa nè. Hạt này cũng là cái nè. Lựa đôi khi nhiều anh chị em lựa cũng có xác xích nữa nha, nó trộn lẫn vào. Đây là hạt cái nè, nhỏ nè, to nè, nó hình dạng của nó như vậy đó. Còn nó những cái hạt đực đó, đập cái là hạt cái nè. Hạt này là hạt đực nha. Nè, hình mái nhà nè, hay là gọi là hình tam giác.